nắng thật đấy. Nắng nóng thế này chắc bây giờ phải ra anh Thái đi quay bể bơi thôi. Đúng rồi, quay bể bơi vừa mát vừa được chơi. Ừ, đúng quay rồi. 2-3 cái video rồi mày chưa thấy chán à? Tao chưa. Thế mày chán chưa? Tao chưa. Thế mà mày cũng nói được. Nhưng mà phải nghĩ ra cái ý tưởng mới, gã anh Thái mới quay. Ý tưởng mới à? Tao có rồi đấy. Ý tưởng gì đây? Hay là chúng mình bỏ anh Thái làm thử thách người cuối cùng rời khỏi bể bơi đi. Được đấy, được đấy. Bạn Thái ơi. Mới lạ. Đến giờ quay rồi các bạn ạ. Chào đến đông đủ này. Chào anh Thái. Chào mấy đứa. Nay muốn quay gì đây? Nắng nóng thế này thì quay bể bơi đi anh Thái ơi. Đúng rồi, anh Thái mua cái bể bơi tận 4 triệu mà anh Thái không cho bây an tâm mấy, cứ để cú dít đi rồi. Mình mua bể bơi mới có 3 ngày. Bọn nó tắm 3 ngày 3 đêm rồi. Mà thế còn ngày nào nữa đâu mà bảo không cho tắm. Tắm lớn nát đi anh ạ. Rách đi rồi. Quay tiếp anh ạ, quay bể bơi. Lại quay bể bơi. Mấy ngày hôm nay bọn mình đã quay đến 3-4 clip liên quan đến bể bơi rồi. Bây giờ quay tiếp còn có cái gì đâu mà quay, mà quay nhiều nhỡ các bạn không thích, các bạn không thèm xem nữa thì sao? Hay là anh đã làm thử thách các người cuối cùng rời khỏi bể bơi đi. Đúng rồi. Người cuối cùng rời khỏi bể bơi à? Vâng. Cái tưởng là tuyệt vời anh Thái ạ. Thích mê luôn. Kênh mình làm chưa? Chưa. Rồi thế thì trước khi tiến hành quay clip thì mấy đứa chào các bạn đi chứ hả? Xin chào bạn. Ok, chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Ok, hôm nay chiều theo ý của mấy đứa. Vâng. Thì hôm nay chúng mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là người cuối cùng trong team trẻ trâu rời khỏi bể bơi khổng lồ sẽ giành được giải thưởng trị giá 5 triệu. Yeah. Đấy, chơi lớn luôn. Vâng. Nhưng mà thử thách thì rất là khắc nghiệt. Mấy đứa chung là nghĩ liệu có chịu được cái thử thách này không? Hơi khó đấy. 5 triệu đấy Vinh ạ. Nhưng mà chết luôn anh Hải ơi. Chơi luôn. Vâng. Chốt. Thế thì bây giờ mấy đứa đi bơm bể bơi, còn đâu anh sẽ đi chuẩn bị các đồ ăn và đồ chơi để thử thách trong bể bơi. Vâng. Let's go. Đi đâu? Rồi, bây giờ mình sẽ bật công tắc nha. 3 hours later. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi ra xem cái bể nó đầy chưa các bạn nhá. Ôi. Đầy chưa mấy đứa? Chưa đầy Thái ạ. Chưa đầy anh Thái ạ. Đây đây rồi. Ồ. Mới được còn tận hơn 2 gang nữa. Một vòi thế này bơm từ sáng đến giờ mà vẫn chưa đầy. Hay là anh Thái kiếm thêm một cái vòi nữa bơm vào cho nó nhanh. Đúng rồi. Chứ mà đợi một vòi bơm này có mà đến tối mất mới được bơi. Cụ Tùng nói chí phải. Bây giờ mấy đứa đi sang bên này bác thêm một cái vòi nữa bơm cho nó nhanh. Vâng ạ. Đây lấy bơm này, lấy bơm. Anh bảo ngoài này sao ấy. À kia rồi. Kia. Đây rồi, vòi đây rồi các bạn ơi. Đây. Chặt nó anh ạ. Cú lấy dây co buộc vào. Đây rồi, dây đây rồi. Đây mà. Hả? Đây mà. Buộc vào đi. Để cửa cửa ra. Cửa được không? Đang cửa. Tao cắn như chó vậy. Được. Sao nó không có nước nhỉ? Tùng ơi, chắc máy bơm này hỏng rồi. Ừ. Thế mày cầm cái gì đây? Cầm cái ổ điện. Dây điện. Cho vòi vào đây mấy đứa. Ok. Ok các bạn ơi. Sau một hồi bơm nước chờ đợi thì cuối cùng là cái bể nó đã đầy rồi. Đầy hơn những cái lần trước rất là nhiều. Sắp tràn luôn. Rồi và đây chính là những cái đồ mà hôm nay chúng mình sẽ thử thách. Bây giờ mấy đứa đi vào trong bể bơi đi. Và phê không? Phê. Ồ, nặng ấy. Ồ, mới đây rồi. Rồi, xong chưa, xong chưa? Rồi ạ. Ok, nào, chưa 8. Chưa được 8, đang chơi thử thách. Nhầm cái gì? Ok, nào. Bây giờ ngồi xuống đi. Ok, vòng đầu tiên nhá. Vâng. Vòng đầu tiên bây giờ sẽ là vòng chọn phao bơi để chơi trong cái bể bơi này. Vâng. Đấy, mỗi đứa sẽ được chọn một cái phao bơi và sẽ phải bơi một vòng cái bể bơi này. Vâng. Nếu mà không hoàn thành thì sẽ bị loại luôn. Vâng. Đấy, vừa là may mắn, vừa là xem khả năng của mấy đứa đến đâu. Vâng. Đứa nào bốc trước nào? Em. Đây, thử bên này xem chưa đi. Xem rồi là cái gì em? Đây gì đây? Phao cổ. Phao cổ. Đâu? Đây các bạn, đây là phao cổ các bạn ạ. Phao của mấy em bé ấy. Đây là phao cổ các bạn ạ. Nhất được, khoanh nhất đấy. Vừa. Lần đi rồi, đến lượt cuối mê đi. Nhắm mắt vào em. Nhắm mắt vào mà. Ừ. Gì đây, cái gì đây? Gì đâu, gì đâu. Ồ, cầm thịt.
phao nhện nhé. Phao nhện. Đây các bạn ơi, phao nhện đây. Dê cái gì, phao này đút chân vào trong này này. Phao này phải đút chân vào trong cái lỗ này để mà bơi đấy. Dạy cô anh Thái. Không biết được. Thương tấn thờ. Rồi, thằng bé thì chơi phao to. Thằng to này chơi phao bé, còn thằng bé này chơi phao gì đây? Phao tay. Đâu? Đây. Phao tay. Úi giời ơi. Đi tay đấy không nhét được vào. Nhét được, xả tí bớt đi nhét được hết. Phao tay của Thương được hai cái luôn nhá. Vâng. Rồi, tiếp theo đến lượt Thảo Điên. Phao cánh cụt. Trời ơi. Phao cánh cụt đây. Wow, phao to đấy. Rồi, còn ba lá thăm thôi đấy. Nào, Tùng. Xem là phao gì đây chú mày? Mấy đứa cái này nào? Phao dưa hấu. Phao kem dưa hấu. Đây. Ôi có đây. Ok bạn ơi, đây là phao dưa hấu của Tùng nhé. Đấy. Phao gì em? Chậu. Phao gì? Chậu. Chậu đâu? Chậu không biết. Chậu. Lên, Vinh lên Vinh ơi. Ok, cứ lên đi, thoải mái đi. Thoải mái đi em. À, bơi một vòng nhá, một vòng. Ôi mắc kẹt rồi. Thế con bị điên thôi. Ra con bị điên à? Ê, đi ra. Thế là Tùng phải bơi chậm đi. Vẫn chỉ, vẫn chỉ. Đây là em bé 13 tuổi các bạn ạ. Thế là một vòng rồi. Cái thằng Vinh này mày cầm chậu mày chạy xung quanh bể à? Bơi đi. Đúng rồi Vinh, đúng rồi. Vinh rất là thông minh các bạn ạ, biết tắt vào thành bể. Cố lên Vinh. Vinh rất được vào rồi. Em bé phanh ba vòng rồi. Cái gì đây? Bị chết rồi. Bị chết rồi. Thảo Điên rất là thông minh các bạn ạ. Cho anh mượn đi con này. Ôi, ôi, ôi. Này, này. Cái vòng này là vòng khởi động thôi. Vòng này rất là đơn giản và hầu như ai cũng làm được. Không làm được mình cũng cho làm được luôn. Đúng rồi, đấy, đấy. Bỏ tay ra. Rồi ôi, đấy. Vòng thứ hai. Vòng thứ hai sẽ là vòng chọn đồ ăn các bạn ạ. Rồi, bây giờ bỏ hết phao ra ngoài đi. Ok. Oh no. Why? Bây giờ sẽ đến vòng thứ hai là vòng đồ ăn này. Yeah. Vòng này khá là khó khăn đấy. Có khi là một số người sẽ bị loại cho mà xem. Chết đói. Rồi, vòng này sẽ là vòng bịt mắt vớt đồ ăn. Đấy, bịt mắt đi em. Bịt mắt vào. Cái gì vậy? Thảo Điên bịt mắt kiểu lắp bô leo mà. Mình lại cẩn thận lại. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ bỏ đồ ăn xuống dưới này. Đó các bạn ơi, mình sẽ vớt nước xuống dưới này. Và mấy đứa sẽ lấy rổ lại hờ vớt cho các bạn nha. Ôi rổ á. Ờ. Đó. Nghe thấy rồi nha. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mấy đứa sẽ cầm cái rổ này hớt chúng thì mới là của mình. Hay được nhặt không? Không, chỉ được vớt thôi. Một người mấy chai anh Thái? Một người tùy ông mày vớt trong vòng 30 giây. Tùng một chiếc, từ từ khi nào anh mà bắt đầu mới vớt nha. 30 giây, bắt đầu, hớt đi. Hớt, hớt, hớt. Hớt được chưa? Hớt đi. À, tạo được một vài rồi. Trời gì, cũng sẵn là cái gì? Cũng sẵn á, cái cuốn. Vớt nào, vớt, vớt, vớt. Ai hút mà. Cái gì ấy? Đứa đầu Tùng, đứa đầu Tùng. Trời ơi, cái gì đây? Thằng vớt đầu nhau vậy. 12 giây qua rồi, qua rồi. Hớt tiếp. Nào, khoan chưa? Tùng ơi, cái gì ấy? Tùng ơi. Anh chạy anh thủ ra là cái gì á? Anh không biết luôn. Cho thêm 1 phút hớt. Đâu anh nãy đâu có thấy cái gì đó. Vẫn còn rất nhiều luôn. Yeah. Cái gì đây? Biết được hai hồi em cầm bên tay phải không? Ừ, đúng rồi. Yeah. Thôi 1 phút 19 rồi, thôi 1 phút 19 rồi. Bỏ mắt ra, bỏ mắt ra. Oh, yeah. Ok các bạn ơi, vòng đầu tiên thì ai có nước uống rồi, uống nước. Uống để tăng độ đi xè các bạn ạ. Ui. Cái gì mà, luyện công à? Được. Ôi trời trời chết mẹ. Lại nè. Ai hút mà. Đang chỉ chỗ. Tùng đi ăn. Tùng. Phi. Tiếp 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 ti
Mày còn để đội ngu cho người khác nữa chứ hả Cuốn? Uống hết bàn đi ạ. Rồi uống hết nhanh lên, uống đứa nào mà đi đái phải ra ngoài nhá, đứa nào chịu thua ra ngoài đấy. Bọn mình sẽ buộc cái xô này vào cái thành bể bơi để làm tổ bóng. Tí nữa bọn mình sẽ dùng bóng để thi ném bóng rổ. Cái trò thứ ba đó chính là trò ném bóng rổ. Đấy, mình đã có một cái xô đây. Mấy đứa sẽ đứng đầu kia và ném bóng vào cái xô này. Đấy, mỗi thành viên sẽ có 5 lượt ném. Ai mà ném trúng 1 trên 5 người đó sẽ qua cái vòng này. Ai mà không ném được sẽ bị loại nhá. Vâng. Đấy. Thế ở ngoài nhặt bóng trước chưa? Đúng rồi. Thế thì Cún ra ngoài nhặt bóng trước. Ai là người ném trước đây? Ném chưa? Thương. Rồi. Thương ném. Nhầm. Đưa bóng ra để em thể hiện cho nào. Ok, bắt lại. Nào, Thương ném Thương. Một. Trời ơi, suýt nữa thì trúng rồi. Ôi. Nhắm kỹ vào Thương ơi. Anh Thái cái xô nó cứ đi. Thế khó đi. Thế Thảo giữ cái xô đi. Ôi. Nào. Tí nữa được rồi. Thương bị loại. Anh đứng bị loại đây. Rồi, Thương là người đầu tiên bị loại khỏi trò chơi các bạn ạ. Chúng mày hồn đâu, giữ cái chậu. Tao nhìn thấy nó lung lay quá. Thật rồi. Ui. Cái bọn giờ hơi này. Nào. Tôm quả đầu tiên. Chưa. Ôi. Một quả bị hút rồi. Hai rồi. Cứ dồn ở đây. Mày đừng có nhìn mà tao. Mày cứ ném vào mà tao làm gì. Ba. Ôi giời ơi. Ba rồi. Bốn. Ôi giời ơi. Ba. Rồi lên Thảo. Anh Tùng muốn ném hơn thì đã Tùng đã bị loại. Mình vẫn chịu được ở trong bể bơi, mỗi tội bị đi ăn thôi. Ôi, mạnh lên em ơi. Ui, chết được. Ui, chết được rồi. Quá cuối. Vinh ở đấy, Vinh ném luôn đi. Chưa. Cái gì vậy? Ôi, chết nữa thì trúng. Tàn ném vào Thương thôi. Mấy hả? Ba rồi. Ôi. Mạnh lên Vinh ơi, quả quyết định này. Thôi đẳng cấp nha bạn nhá. Còn nuôi Cún rồi ấy. Thôi. Đánh đi. Nè bạn nói nè. Ai Cún đi không kìa chứ bạn ấy. Dạ. Dạ. Chúng à. Một. Hai. Wow. Cún đã vượt qua vòng này rồi đấy. Ui giời ơi. Trời ơi. Quan duy nhất anh hiểu thư liệu quá đấu lại Cún đúng đây. Ôi giời ơi. Chúng phải vượt qua đi. Cố lên em ơi. Mạnh lên. Mạnh lên em. Ôi ba. Ôi giời ơi. Bỏ quyết định rồi. Can. Anh cũng nắng rồi. Wow. Vậy là Cún và đánh đúng các bạn ạ. Đánh nhé, mình thắng hủ hên thật đấy. Không phải đâu, đây là đẳng cấp. Nguyện may các bạn ạ. Vậy bây giờ là trận chiến chỉ còn 2 người thôi các bạn ơi. Ôi các bạn ơi. Rồi. Đây là trận thắng bại tại kiến thắng này. Phải hên thanh ni điên rồi đấy. Đấy. Thanh với Cún vừa rồi là mỗi đứa chúng đúng một quả duy nhất các bạn ạ. Cái vòng này mình sẽ phổ biến như sau. Vâng. Đây là 4 cái phần thưởng cho cái vòng này. Bao gồm chôm chôm này, bánh này, nho và 500.000. Mỗi đứa sẽ có 2 vòng bắn đúng không? Vâng. Bây giờ quản tu si để bắn trước. Mấy đứa hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Rồi bây giờ chọn súng đi. Em lấy súng này. Em lấy súng này anh hả? Rồi. Cún nó khôn nó lấy súng to các bạn ạ. Súng biến nhưng mà bắn khỏe ạ. Cũng biết đây không đủ tuổi. Nói gì đã chưa được biến. Thật ra chưa? Rồi. Nào bắn hết bầu nước thôi, bắn đi em. Cố lên. Bắn đi đâu đây? dê cái gì? Gió nó thổi dê cái gì? Mày bắn đi đâu ấy dê cái gì? Vừa rồi gió này là thất bại và bây giờ mình đã xếp thấp xuống và đứng gần lại hơn. Nào. Mình xếp 2 hàng thôi các bạn ạ. Đấy. Em đã đổi súng anh nè. Đổi súng chưa? Vâng. Nào, bắn đi mấy đứa, hết bầu nước. Cái bọn này cổ vũ kiểu gì đây? Oh
Ôi trời ơi. Vậy, bây giờ cậu Vũ như cậu cho tấn đấy. Nào bắn lại, là bắn nghiêm túc nha. Bây giờ cậu Vũ nghiêm túc, không hát nữa vào vận động viên. Cố lên. Cố lên, 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 cố Ok các bạn ơi, sau rất là những bất lợi do các khán giả tạo ra thì Cún vẫn giành chiến thắng. Bây giờ Cún chọn phần thưởng đầu tiên, Cún chọn trước, chọn đi em. Ba cái món này á, sao cái bánh lại như này anh Thái? Nó trên đi đường nó rơi. Vẫn ngon lắm em ạ. Không được. Cho anh, thế em chọn cái bánh này đi. Ok, Cún chọn bánh. Oh! Em chọn 500.000. Em được chọn hai hộp bánh bao tiền anh Thái? Hả? Hộp bánh bao tiền? Hộp bánh này có 50.000 thôi. Sao lại giấu ở đây? Ai biết? Trong này hết rồi em ơi. À, đây rồi. Đây là tiền thưởng em ơi. Mình cay quá, mình không lấy 500.000 các bạn ạ. Cay quá. Ok. Cún rất cay các bạn ạ. Nhưng mà Cún là người giành chiến thắng mà, được 5 triệu. Không được. Ok, nào Tùng. Tùng trao giải thưởng cho Cún đi. Ok bạn ơi, nói chung là cái phần thi cuối cùng này khá là nhảm nhí. Các cổ động viên quá khích, đã cổ vũ quá nhiệt tình. Nhưng mà không sao, thử thách này là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích clip này của bọn mình. Nếu các bạn có thử thách hay yêu cầu nào cho bọn mình, nhớ comment phía dưới video này nhé. Còn bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục tắm bể bơi thôi.